Ladies and gentlemen, at this time you will see so many beautiful boys and girls come down to welcome you to our boat. That's our staff, that's our crews. Yeah. The captain and the staff. Vâng, kính thưa quý khách, nhân viên và ưu tiên chúng em tầm đây xinh gái đẹp đang ra ngoài để chào mừng quý khách đến tàu chúng em. Vâng, toàn những bạn đang xinh gái đẹp còn 2K cả, bao gồm các bạn đến với xưởng lo Thành Cao. Thì hôm nay mình có chuyến đi công tác ở ngoài Vịnh Hạ Long, một trong những vinh quang thắng cảnh của thế giới hơn các bạn, kỳ quan thắng cảnh thế giới. Thì mình cũng có chuyến đi vậy nên mình cũng sẽ quay cho các bạn xem về quê hương đất nước của Việt Nam mình nha. Đây là Vịnh Hạ Long, nằm ở khu vực miền Bắc, nó giáp với bên gần Trung Quốc nha các bạn. Đó. Thì đây là những tàu du thuyền của năm sao của Vịnh Hạ Long. Thì mình đã ở trên, đi trên tàu này mình đã check in phòng nha các bạn. Thì phòng ngủ ở đây rất là đẹp. Đó, những tàu này là tàu của du thuyền để ngủ đi đêm qua đây. Đó, để mình sẽ quay vòng vòng cho các bạn xem tiếp nhé. Đây là cái chỗ để cho mình ngồi ngắm cảnh đây. Đây có cái bàn, đây có bàn ghế. Đấy. Ngoài ra thì trong phòng ngủ mình check in phòng ngủ thì rất là đẹp nha các bạn, phòng nghỉ là rất là đẹp. Những du thuyền này đưa khách từ chiếc thuyền Hạ Long 01 này là để đưa khách từ bờ ra du thuyền. Du thuyền mình đang đi nó lớn nha nè, đó, đưa ra du thuyền rồi nó sẽ rước khách vô. Đây là cái phòng nghỉ năm sao của du thuyền đây nha các bạn. Đây mình được cái bộ ghế sofa để ngồi nghỉ. Và cái giường ngủ làm rất là đẹp, như thời hồi xưa có rèm che luôn nè. Đó, rất là đẹp, làm bằng gỗ rất là sang ha. Rất là sang. Bạn nào mà có đi Vịnh Hạ Long chơi thì nên đi xuống du thuyền này để trải nghiệm. Trải nghiệm. Để chút nữa mình sẽ quay những cái sảnh trên du thuyền này cho các bạn xem nha. Nhà hàng của du thuyền nha các bạn. Đó, nhà hàng du thuyền đang chuẩn bị ăn trưa ở đây. Thì khách mình là khách đoàn nên được ngồi nguyên cái dãy này. Rất là đẹp, rất là sang. Sư tiền điều gì chúng tôi xin phép thông báo tới quý khách lịch trình ngày hôm nay. Đây là các bạn đi địa điểm này nè nên các bạn chụp hình nha. Đây, phong cảnh đây đây rất là đẹp, non sông đất nước của Việt Nam mình. Sau lưng của mình là cũng là một tàu du thuyền của các đoàn khác đều chạy vòng vòng đây để cho mình chụp cảnh, mình ăn uống cho nó đẹp nha các bạn. Thì tất cả các đoàn của mình đã vô để ăn trưa. Là trong những món ăn đầu tiên là súp nha các bạn, súp hải sản bào ngư. Tiếp tục món thứ hai là tôm luộc nha các bạn. Quay phim, quay phim. Yeah.
biết lon bia này bao nhiêu không? Là 70 ngàn một lon. Thì cái đô của mình á, là thay vì mỗi ngày là mình uống 6 lon mà xuống đây mình uống chỉ được có 2 lon thôi, là không đủ tiền uống. Đó. Uống cho hết bia luôn. Cho hết bia luôn. Hết bán được luôn à. Thì bên giám đốc nói là cho uống hết bia luôn. Tiền thì dư giả mà sợ không có đủ bia. Sợ không đủ bia để bán. Đây là đoàn của mình đang ăn trưa nha các bạn. Ly chanh dây trong đất liền của mình đem ra nè, tới Vũ Thiền là 150k. Thì khi mà mình đem ra đây á, nếu mà uống thì bị phụ thu là 70 ngàn, còn ở đây làm sẵn á, là 150 ngàn. Lon bia này là 70 ngàn lon nha các bạn. Mình uống mà phải tiết kiệm là phải uống hết, chứ để bỏ trong ma túy đó. Đó, mình phải dắt lên đó. Này ở trong mình miền Nam mình á là kêu bằng con heo. Ra ngoài đây kêu bằng con ngao. Mà nhậu vô chút là nghêu ngao luôn. Còn đây là món lai xác trên tàu. Đây là dưa hấu và dưa lưới. Thì dưa hấu trong miền Nam mình có 5.000 ký à, nhưng mà đem ra đây là gọi là đặc sản nha các bạn. Đó, ăn ngon vậy? Ngon không? Một miếng vậy là 30 ngàn, nó ăn ngon hơn khác trong miền Nam mình là có 5.000 ký ha. Ngon hơn. Anh nói vậy lát nữa. Hổ coi trái dừa trong đất liền của mình á là 12.000 trái, ra đây uống 250 trái nó ngon hơn, cảm giác ngon hơn không? 250 là nó ngon hơn. Ngon hơn. Mà được mang tiếng là năm sau thôi hả? Nhưng mà hơi dạ. Nặng đập. Không mà mình đi ra ngoài quay vòng vòng cảnh cho các bạn xem nha. Quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó, hôm nay là Sửa Lo Thanh Cao thì có dịp đi công tác ở ngoài Hà Nội, thì trong đoàn đi công tác thì có ghé qua du lịch Vịnh Hạ Long. Thì mình cũng thấy quê hương đất nước của mình nhiều phong cảnh đẹp quá nên quay cho các bạn xem nha. Đây là trên mũi tàu mình, tàu mình đang di chuyển vô các hòn đảo nha các bạn. Tàu thì chạy từ từ để cho các khách đoàn để ngắm được phong cảnh của Vịnh Hạ Long. Tàu đang thả neo lại nghe các bạn. Tàu đang đậu lại lên cho mình ngắm toàn cảnh của khu vực núi ở Hạ Long nha. Các xuyền thuyền nhỏ vậy nè, có bán đầy đủ thức ăn thức uống hết á. Đó, có bán rượu hết, bia này kia, nước ngọt này kia, là khi mà mình bia mua là bán nhiêu lo vẻ chạy. Bia 20.000 lo hả? Tối có bán không chị? Tối không hả? Ờ, bia có 20.000 một lon mà bán trên xuồng vậy nha. Oh,
trước du thuyền có hai cái vòi nước lòng phun ra vô, để khi mà mình xuống biển mình tắm á, mình xuống biển mình tắm lên mình tắm nước ngọt rồi nha các bạn. Đi lại đi. Đi lên nhà được con rồi là đi lên nhà. Được. Đây là cái đường trong những căn phòng của du thuyền 5 sao, những phòng ngủ, những khách sạn 5 sao đây các bạn. Đi xuống à. Các bạn trong đoàn mình để dưới bơi thuyền nhỏ này nha các bạn. Đó, chơi rất là vui. Thì một ngày thư giãn ở Vịnh Hạ Long rất là vui, rất là đẹp và nhiều. Đang quay phim, đang quay phim. Đây là mình xuống xuồng thuyền, mình chèo cái chiếc thuyền 5 sao của mình đây, du thuyền 5 sao của mình đây. Đó, các bạn đang ở đây, còn mình đây nha các bạn. Đây là đang du lịch tham quan thắng cảnh những quê hương đất nước của mình, kỳ quan thế giới. Thì trong cái tour đoàn hôm nay có chương trình tiết mục đó là chèo thuyền. Tour này là gọi là được là miễn phí nha các bạn. Đó. Chèo thuyền vòng vòng những hòn đảo của Vịnh Hạ Long. Đó là những cảm giác thật là tuyệt vời khi mình là những người dân miền Tây đến Vịnh Hạ Long. Còn đây là hai hoa hậu của Bình Thuận nha các bạn. Hai hoa hậu Bình Thuận đang đi lạc vào biển Vịnh của Hạ Long. Ơi, hai chị ra đây chơi lâu chưa? Ra đâu rồi? À, tranh thủ 2-3 ngày nữa về nha. Chơi vui vẻ nha chị. Hello, hello. Đây những anh chị đã bơi trước bơi qua cái hòn đảo bên kia rồi nha các bạn. Đang bơi hòn đảo bên kia đó. Bơi rất là xa rồi. Đây là bị chết máy rồi nghe các bạn. Chết máy nên dọc nè. Dạ chào. Thanh Cao nằm ở đâu không? Rồi em đang tìm cái du thuyền điện máy Thanh Cao để cho điện máy Thanh Cao, giờ không biết nằm đâu mất tiêu rồi. Và tiếp tục chương trình du lịch vòng vòng đảo Vịnh Hạ Long. Thì một buổi chơi picnic ở biển đã qua rồi. Thì du thuyền của mình đang lên đên trên biển đi tìm những phong cảnh đẹp nhất cho mình ngắm nè, cho khách ngắm. Đây du thuyền của mình đây. Dạ. Dạ dạ. Thuyền du thuyền bên đây là đang thả cho trôi tự do nha các bạn. Đó, nó đang thả trôi tự do đây. Đây một cũng là một chiếc đang thả trôi tự do, còn thuyền mình thì đang chạy vòng vòng những hòn đảo. Khám phá sân thượng của du thuyền 5 sao nha các bạn. Đây là một trong những đại gia giàu nhất ở Bình Phước. Bình Phước. Đó. Thì do công việc lu bu quá, anh mới tài trợ nguyên chuyến đi cho mình đây. Nó trên 50 người.
Rồi, cảm ơn đại gia. Ban đêm nữa là thấy các cống đèn này là đẹp sáng rực rỡ. Đây là trên du thuyền nha các bạn, thì toàn là bộ xài các hệ thống máy lạnh là lớn nha, hai ngựa, ba ngựa, bốn ngựa không nha các bạn. Đó, du thuyền thì cũng có máy lạnh. Đây là quầy bar ban đêm. Đó. Nói từng từ du thuyền nhưng mà nó như một cái khách sạn ở trên bờ, lên đến trên biển, ngắm cảnh vịnh Hạ Long. Ở đây là toàn cái khung cảnh buổi chiều. Tắm lâu ngoài tắm tiền ha. Đây là toàn bộ không cảnh giấc chiều tối trên du thuyền của vịnh Hạ Long. Phong cảnh rất là đẹp, rất là đẹp. Các anh chị làm kinh doanh điện máy có một cơ hội để đi chung với nhau, rất là vui. Mọi người rất là thân thiết với nhau nha các bạn. Cái này kêu bằng gói bánh cuốn hay gì anh? Dạ, đây là lem rán anh. Lem rán. Dạ vâng, ngoài Bắc này gọi là lem. Lem. Chả lem ạ. Chả nem hay chả lem? Chả lem. Chả lem. Dạ vâng. Nem. Dạ, miền vâng. Nam là kêu bằng nem. Dạ vâng. Dạ, năm 2010 đây, ông Barack Obama, ông có Việt Nam. Và ông ấy đã thử món là bún chả tại Hà Nội. Và cái bữa đầu tiên ông ăn là cùng với thịt nướng, bún và bia Hà Nội. Ông ấy kiểu tuyệt vời. Và cái món thứ hai đó là ăn thịt nem rán này, chả đem này ăn rất là ngon. Và đấy, từ đó người dân Hà Nội trở đi là có một cái quán bún chả. Ồ, quá đẹp luôn, đèn đã lên. Đèn đã lên rồi, nghe quý vị. Ok, thank you. Thank you. Ok rồi mọi người, bây giờ là cảm ơn mọi người đã tham gia lớp học cùng em. Bây giờ tí nữa chúng ta sẽ được ăn món chả đem do chính chúng ta làm. Đây là buổi ăn tối nha các bạn. Lady and gentlemen, if you have never tried, nhà hàng năm sao của mình đãi những món ăn rất là ngon về biển. Đây là tôm và ốc bông chân. Đây là cua luôn nha các bạn. Cá chiên giòn, cua. Đầu bếp làm quá khéo luôn. Hôm nay mình được nhà hàng đãi ăn toàn là những món ngon không em quý vị. Nhà hàng đãi toàn là những món ăn ngon không à quý vị. Món gẹ sashi tức là món gẹ móc thịt ra rồi trộn với các nguyên liệu của nó cho trở lại cái mai gẹ. Đây là súp luôn. Ôi súp luôn. Súp gà nấm, súp gà ăn non. Dạ,
để góp chú ý chương trình văn nghệ hôm nay. Trước khi Thanh Gào hát, Thanh Gào sẽ nói nha em. Lần đầu tiên đi du lịch cùng Hàng Thông đến với Vịnh Hạ Long, thì rất cảm ơn công ty Hàng Thông và TCL tổ chức tiệc hôm nay để cho anh em điện máy hợp mặt vui như ngày hôm nay. Thì mong sao anh em điện máy cùng Hàng Thông và TCL tiến về phía trước để mọi năm mình được đi, và cùng chúc cho những anh chị mới cưới sẵn có trên chuyến du thuyền này có em bé, và đặc biệt là Xuân Hoàng. Nhớ cảm ơn công ty Hàng Thông và TCL. Và để có vô chương trình ngăn ngày hôm nay, Thanh Cao để đến chúng ta bài hát được mang tên Linh Hồn Tượng Đá. Thầy cô lên em. Ok, và cũng chưa có rồi. Chính giống đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi tình nhau, ngồi tình nhau khi đôi yêu nhau. Em đã đến và đã đứng ngay mây như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ vui, tôi đứng nói lên tròn lời hiếm nhiên. Kể tại đêm bằng con tim một người yêu em, chờ nắng cháy sờ gió hó nỗi sâu sống khơi tan vỡ mau nơi tôi nghẹn lời ở cuộc đời vàng vần lẻ loi. Em ơi thời gian gần gũi nào được bao nhiêu mà khi đời gót lòng này vô tiêu, đến xa em rồi tôi nhớ em nhiều.
qua lạng lại như mình đang diễn vậy đó. Đang ở trong sân khấu Paris by Night nha các bạn. Quang Hiển ở nhà mở VT3 sẽ thấy thôi. Hiện tại giờ là 5 giờ sáng nha các bạn. Ở Vịnh Hạ Long thì các du thuyền neo đậu trong những cái đảo để né sóng né gió đều mở đèn suốt nha các bạn.
đây là những chiếc du thuyền lớn nè. Đường mở đèn suốt. Thì một người mà được ngủ trên du thuyền 5 sao này á, là giá trị đó là 4 triệu rưỡi một đêm nha các bạn. 4 triệu rưỡi một đêm cho một người đi tham quan du thuyền. Dạ là 6 giờ sáng rồi nha các bạn. Thì cảnh ở đây rất là mát mẻ, buổi sáng không khí rất là tốt. Các tàu đã tắt đèn hết rồi. Thì chúc mình sẽ lên sân thượng của du thuyền để mình quay cho các bạn xem tiếp. Trên sân thượng gió rất là mát nha các bạn. Đây, sân thượng được trồng cây dừa. Gió rất là mát, không cảnh rất là đẹp. Phía mặt trời mọc là hướng này là hướng đông nha các bạn. Trời, đừng nói chưa thức nha. Uống chè chứ không được ăn chè nữa. Đây buổi sáng những đại gia ngồi uống trà trên biển nè các bạn. Dạ chào anh Cao Trùm Mai ở Long An. Xin chào các anh. Anh Mai anh Cao anh ra đây anh kiếm một du thuyền. Mấy anh đại gia ở thú đây là cây. Thú vui của các anh đại gia điện máy đây. Uống trà trong đất liền không uống mà phải mướn tàu 5 sao để đi ra biển ngắm hoàng hôn để uống trà đây. Đây là ăn buffet sáng bên nhà hàng đãi ăn sáng. Đây là đoàn của mình đang đi xuống tàu nhỏ đang di chuyển qua làng chài nha các bạn. Đây là làng chài. Đây là làng chài nha các bạn. Thì đây là chuyên môn nuôi tôm hùm không à. Ở đây tôm hùm chỉ có 800.000 ký thôi. Cái chiếc du thuyền này em hổng đầu tư hết 500 tỷ đó anh. Chủ yếu là chở anh em điện máy đi chơi. Sẵn có bà chị Việt Kiều bả về nước nè. Mới mua sắm chiếc du thuyền này chở bả đi chơi chứ. Đây là đoàn mình đang xuống bè đang dùng thuyền đi vô hang động. Đây là bè nuôi cá. Cá quá trời, ô quá trời luôn, quá trời cá luôn, ô quá trời cá luôn, cá bự bự không à. Tình hình nên có bão á các bạn, nên tất cả các du thuyền đều vô bờ hết. Thì đoàn mình hôm nay là cũng đi vô bờ sớm hơn dự kiến nha các bạn. Đây là bến cảng Tuần Châu của Vịnh Hạ Long nha các bạn. Thì từ bến cảng này mình mới đi ra du thuyền để ngắm toàn cảnh của Vịnh Hạ Long. Ra nhận hành lý đi.
Rồi đoàn du lịch của mình tạm biệt Vịnh Hạ Long, trở về Ninh Bình nha các bạn. Hẹn lại Vịnh Hạ Long vào năm sau. Xin chân thành cảm ơn công ty hàng thông công ty TCL đã tài trợ chương trình này. Cán Tuần Châu hay là những du thuyền lớn. Tạm biệt Vịnh Hạ Long, hẹn ngày gặp lại.